bố ruột nổi tiếng của Hiếu Hiền qua đời. Cát Phượng và nhiều nghệ sĩ xót xa đau buồn. Rạng sáng ngày 13 tháng 4, nghệ sĩ Hiếu Hiền cập nhật avatar trang cá nhân màu đen để thông báo tin buồn. Nghệ sĩ Cát Phượng cho biết bố Hiếu Hiền là nhạc sĩ Đức Lan vừa qua đời. Chia buồn cùng em Hiếu Hiền, ba cũng đi theo mẹ rồi, chỉ chia buồn cùng em, cô viết. Ngay sau đó, Lý Nhã Kỳ, Phạm Thanh Thảo, Lý Hải, Cao Thái Hà đã gửi lời động viên đến nghệ sĩ vì cú sốc mất người thân. Trước đó, vào tháng 1 năm 2011, nghệ sĩ Kim Ngọc, mẹ của Hiếu Hiền cũng đột ngột qua đời vì đột quỵ. Điều này khiến cho nam diễn viên đau buồn hụt hẫng suốt một thời gian dài. Những năm sau này có dịp giỗ của nghệ sĩ Kim Ngọc, Hiếu Hiền lại cùng ba ngồi lại và nhắc về những kỷ niệm đáng nhớ bên người phụ nữ tài hoa. Hiện tại, nam nghệ sĩ đang bàn bạc với người thân để tổ chức tang lễ cho nhạc sĩ Đức Lan được chu đáo nhất. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút thư giãn thật thoải mái. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Nghệ Sĩ.